Xin chào các bạn. Trong một video clip trước thì chúng ta đã học rất là nhiều các hoạt động của cuối tuần đúng không? Các bạn có còn nhớ bài không? Ví dụ như thế nào nhỉ? Đọc sách là gì nhỉ? À, visualization. Trigger. Schachspielen. Nấu ăn. Kochen. Gặp gỡ bạn bè. Freunde treffen. Đó là những hoạt động vào cuối tuần, còn bài hôm nay chúng ta cũng sẽ liên quan tới cuối tuần, nhưng chúng ta sẽ học cách sử dụng những giới từ để trả lời cho câu hỏi đi đâu. Chủ đề là các bạn thường đi đâu vào cuối tuần? Cuối tuần thì các bạn hay đi đâu nhỉ? Xem phim? Nghe nhạc? Hay là đi bơi? Cũng có khi chúng ta xách ba lô lên và đi, ví dụ như tới vùng biển hoặc là đi về vùng núi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học nói tất cả những thứ đó bằng tiếng Đức nhé. Trả lời cho câu hỏi Wohin gehen wir am Wochenende? Các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Yeah, câu hỏi là Wohin gehen wir am Wochenende? Wohin có nghĩa là đi đâu? Các bạn phân biệt với câu hỏi Wo có nghĩa là ở đâu. Wohin, đi đến đâu. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ gì để trả lời? Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng giới từ in cộng với accusative. Accusative nghĩa là mạo từ der sẽ chuyển thành den. Đi và das vẫn giữ nguyên là đi và das. Ở đây mình đã viết các danh từ theo ba màu. Màu xanh nghĩa là giống đực, màu đỏ là giống cái và màu xanh lá cây là giống chung, để giúp cho các bạn có thể học được nhanh hơn. Wir gehen in den Park. Wir gehen in den Park. Chúng tôi đi vào công viên. Wir gehen in den Zoo. Chúng tôi đi sở thú. Các bạn thấy ở đây der Park và der Zoo đã được biến đổi mạo từ thành den Park. In den Park và in den Zoo. Đối với danh từ giống cái thì chúng ta sẽ thấy nó không thay đổi gì cả. Chúng ta sẽ nói là wir gehen in die Disco. Chúng tôi đi tới câu lạc bộ khiêu vũ. Wir gehen in die Kneipe. Chúng tôi đi đến quán rượu. Wir gehen in die Bar. Chúng tôi đi đến quán bar. Wir gehen in die Stadt. Chúng tôi đi vào trong trung tâm thành phố. Wir gehen in eine Ausstellung. Chúng tôi đi tới một cái triển lãm. Ở đây chúng ta nói là eine Ausstellung chứ không phải là die Ausstellung. Bởi vì Ausstellung thì có rất là nhiều cái triển lãm trong thành phố. Thì nếu như chúng ta không xác định thì chúng ta sẽ phải dùng mạo từ là eine. Còn nếu như các bạn đã biết rõ là cái Ausstellung nào thì tất nhiên là các bạn cũng có thể dùng mạo từ là die. Tiếp theo, các bạn chú ý là in cộng với das thì sẽ chuyển thành ins. Vì thế, thông thường các bạn sẽ học là wir gehen ins Kino, wir gehen ins Theater. Chúng tôi đi tới rạp chiếu phim hoặc là chúng tôi đi đến rạp hát. Wir gehen ins Museum, wir gehen ins Café und wir gehen ins Schwimmbad. Chúng tôi đi tới bể bơi. Wir gehen ins Café. Wir gehen ins Schwimmbad, wir gehen ins Konzert, wir gehen ins Restaurant. Các bạn sẽ để ý ở đây là những cái địa điểm trong thành phố, ví dụ Park, Zoo, Disco, Kneipe, Theater, Museum, Café, Schwimmbad. Tất cả đều là những cái địa điểm ở trong thành phố đúng không nào? Cho nên là ở đây chúng ta sẽ sử dụng giới từ in. Các bạn cũng để ý thấy đây thường là những cái địa điểm mà nó nằm trong một cái khuôn viên hoặc một cái tòa nhà. Vì thế mà người ta sẽ sử dụng giới từ in cộng với accusative. Có một số bạn sẽ thắc mắc Park hoặc là Zoo hoặc là Stadt không phải một tòa nhà, tại sao lại dùng là in? Nhưng mà đấy là cách dùng của người Đức, đấy là cách tư duy của họ và chúng ta nên học được lòng. Một cái cách để nhớ những cái này là các bạn nên học thuộc luôn cả cụm, chứ các bạn đừng nhớ ngữ pháp. Tại vì nhiều lúc nó rất là khó khi mà chúng ta nói. Nếu như chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều thì chúng ta không thể nào nói nhanh được. Vì thế mình khuyên các bạn nên học thuộc luôn
Ví dụ như là ich gehe in den Park, ich gehe in die Disco, ich gehe ins Kino. Thì sau này khi các bạn sử dụng nhiều, các bạn sẽ thành thói quen và các bạn không phải suy nghĩ là in đi, in das hay là in den nữa. Bởi vì thực tế khi các bạn giao tiếp thì các bạn sẽ không có đủ thời gian để cân nhắc ngữ pháp quá nhiều. Tiếp theo đó chính là câu trả lời với giới từ zu. Không chỉ có giới từ in mà giới từ zu cũng được sử dụng để trả lời cho câu hỏi wohin. Nhưng zu thì luôn luôn đi với dative. Và trong dative thì mạo từ der, das sẽ biến đổi thành dem, mạo từ die sẽ biến đổi thành der. Các bạn cũng chú ý, zu dem thì sẽ được viết tắt hoặc là nói thành zum, zu der được nói thành zur. Cho nên các bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy zum và zur nhiều hơn là zu dem và zu der. Và giới từ zu chúng ta sử dụng cho những danh từ mà nó không phải là một ngôi nhà, nó không phải nằm trong một cái ngôi nhà giống như là kino hay theater hay là Kneipe mà chúng ta học ở phía trên. Ví dụ, der Fußball là một trận đấu bóng. Người ta nói là tôi đi tới một trận đấu bóng hoặc là đi xem đá bóng. Người ta có thể nói là ich gehe zum Fußball, chứ không phải là in den Fußball. Hoặc là sport cũng là ich gehe zum Sport, chứ không phải là ich gehe in den Sport. Và đặc biệt khi mà các bạn nói là tôi đi đến nhà một người bạn, là người bạn trai, thì các bạn hay dịch từ tiếng Việt sang, nên các bạn hay nói là ich gehe zu der Wohnung von meinem Freund hay là von einem Freund. Nhưng tiếng Đức thì không phức tạp như thế, các bạn chỉ cần nói là ich gehe zu einem Freund. Zu einem Freund đã có nghĩa là đi đến nhà một người bạn rồi. Các bạn nhớ nhé. Ich gehe zu einer Veranstaltung. Tôi đi tới một sự kiện. Ví dụ như sự kiện Deutschlandfest 2017 ngày hôm qua ở Thảo Cầm Viên đã được gọi là một cái Veranstaltung và tôi đi đến một cái sự kiện thì các bạn sẽ nói là ich gehe zu einer Veranstaltung. Hoặc là ich gehe zu einer Party, tôi đi đến một bữa tiệc. Thì bữa tiệc ở đây, danh từ này bản thân nó không phải là một cái không gian mà các bạn có thể in, cho nên các bạn sẽ phải dùng giới từ là zu. Ich gehe zu einer Party. Và giống như zu einem Freund, mà bây giờ các bạn đi đến nhà một bạn nữ thì các bạn sẽ nói là ich gehe zu einer Freundin. Ich gehe zu einer Freundin. Một ví dụ cho danh từ giống chung với giới từ zu chính là Pferderennen. Pferderennen là cuộc đua ngựa. Các bạn đi tới một cuộc đua ngựa để xem những chú ngựa đua với nhau thì các bạn sẽ nói là Ich gehe zum Pferderennen. Và nếu như các bạn muốn nói là chúng ta sẽ đi đến một cái thành phố nào đó thì các bạn không sử dụng động từ gehen nữa mà các bạn sẽ sử dụng động từ fahren. Các bạn cần phân biệt gehen và fahren. Gehen là mình đi bộ, đi bằng chân của mình. Fahren là các bạn đi bằng một phương tiện giao thông. Khi mà các bạn đã đến một thành phố khác thì đương nhiên là các bạn không thể đi bộ được. Vì thế mà các bạn cũng nên chú ý cái động từ của nó. Wir fahren nach Đà Lạt. Wir fahren nach Hamburg. Và nếu như các bạn muốn đi đến những khu vực thiên nhiên, ví dụ như vùng hồ gì, hoặc vùng rừng Wald, hoặc vùng núi Berge, hoặc đảo Insel, hoặc vùng biển Meer, hoặc vùng núi cao Gebirge, thì các bạn chú ý ở đây nó có những cái giới từ rất khác nhau và cái này thì các bạn có thể học thuộc lòng luôn để cho mình không phải suy nghĩ nhiều khi mình nói. Ví dụ như chúng tôi sẽ đi đến vùng hồ, mình sẽ nói là Wir fahren an den See. Chúng tôi sẽ đi vào rừng. Wir fahren in den Wald. Wir fahren in die Berge. Wir fahren auf eine Insel. Wir fahren ans Meer. Wir fahren ins Gebirge. Vậy là chúng ta đã học xong bài giới từ để trả lời cho câu hỏi wohin và thiên về chủ đề Wochenende rồi.
mình sẽ chụp ảnh lại những cái phần mà mình vừa mới trình chiếu cho các bạn để các bạn có thể xem lại dễ hơn. Các bạn ghé vào trang Yêu Kiến Thức của mình để có thể lưu ảnh vào máy và xem lại khi cần nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài 14 nhé. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.